Đừng dại trông chờ vào con cái. Ba điều sau đây mới là chỗ dựa cho bạn khi về già. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, khi về già, ta mong muốn điều gì? Muốn sống quây quần bên con cháu hay là sống hạnh phúc với bạn đời? Có không ít người nghĩ rằng về già nên dựa vào con cái, vì cả đời đã vất vả nuôi nấng, nên chúng phải có trách nhiệm báo đáp công ơn sinh thành. Điều đó chưa chắc đã đúng, vì con cái cũng có cuộc sống riêng của chúng, có những mối quan tâm và lo toan riêng, không phải lúc nào cũng dồn hết tâm sức lo cho cha mẹ được. Cho nên, muốn có một tuổi già an nhiên, hạnh phúc, thì cần chủ động tạo dựng cho mình những chỗ dựa vững chắc sau đây. Hãy cùng lắng nghe quý vị nhé! Thứ nhất là sức khỏe. Nhiều người cho rằng, chỉ cần dành dụm được nhiều tiền, cuộc sống về già mới tự do và sung túc, mà quên mất rằng nếu không có sức khỏe thì đồng tiền cũng trở nên vô nghĩa. Có sức khỏe là có tất cả. Đây là câu nói đúng trong mọi trường hợp. Thực tế, khi còn trẻ, chúng ta quá mải mê với công việc mà quên đi sức khỏe của bản thân. Nhiều người đánh đổi sức khỏe để lấy mọi thứ trước tuổi 60, để rồi sau tuổi 60 lại đánh đổi mọi thứ để có sức khỏe. Cho nên, đừng đợi đến khi về già, xương khớp đau nhức, cơ thể yếu dần mới quan tâm đến sức khỏe. Nên nhớ là, chẳng có gì quan trọng bằng một cơ thể khỏe mạnh. Cho dù có một lượng tài sản khổng lồ khi về già, nhưng lại suốt ngày đau ốm, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Khi về già, bạn càng phải quý trọng sức khỏe hơn. Tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi, con cái hiếu thuận thì có thể ở bên cạnh bạn để chăm sóc. Nhưng nếu chẳng may gặp phải con cái bất hiếu, hoặc có lòng nhưng không có sức, bận rộn quá nhiều việc, bạn phải làm sao đây? Chưa kể, không có sức khỏe, không có khả năng lao động, hay ít là khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Dù là con cái, thì việc trở thành gánh nặng cho chúng là điều chẳng ai mong muốn, cũng chẳng vui vẻ, thoải mái được. Hơn thế, việc bạn luôn biết chăm lo sức khỏe cho bản thân khi về già cũng giúp cho con cái bớt đi một mối lo. Hay nói cách khác, sống khỏe là nhiệm vụ của tuổi già, là cách mà cha mẹ già chăm lo cho con cái. Bạn phải tìm hiểu cơ thể mình đau ở đâu, yếu ở đâu, phải đọc sách nghiên cứu, nghe tư vấn để biết ăn gì, tập gì để giữ gìn cho sức khỏe, sống khỏe mạnh, không ốm đau, để con cái yên tâm xây dựng cuộc sống, chăm lo cho những đứa cháu của mình. Ai còn sức khỏe thì tiếp tục làm việc, đóng góp cho xã hội, rảnh rỗi thì đến chơi với nhau, gặp gỡ, trò chuyện, cùng đi du lịch cho vui vẻ. Nếu được nữa thì tham gia làm các công việc xã hội. Với con cái cũng vậy. Người già cứ muốn con cái chăm sóc mình như ngày xưa mình chăm sóc nó. Vậy nhưng làm sao được? Thử hỏi, mình có chăm sóc được bố mẹ mình như thế không? Vì vậy, phải hiểu để không buồn, không suy diễn. Không chỉ trẻ con mới phải học để sống, người già cũng cần phải học để sống ở tuổi già. Suy cho cùng, cuộc đời hạnh phúc hay không, vui vẻ hay buồn tủi, phần lớn là do cách nghĩ, cách sống của chúng ta lạc quan, vui vẻ, tự lập, tự lo cho mình, biết lùi để bình yên, hòa mình vào thiên nhiên, không lo cái chết khi nó chưa đến. Đó là một trong những cách sống hạnh phúc của những người không còn trẻ. Thực tế, không hiếm người già mắc bệnh hay khó khỏi bệnh cũng vì yếu tố tâm lý, sợ bệnh tật, sợ chết, buồn bã trách móc con cháu khiến nhiều người ủ dột. Tâm bệnh rất khó chữa. Hóa giải những bực bội, nhìn đời lạc quan,
quan tâm đến mọi người, sẵn sàng chia sẻ với người khác để giúp người già nhẹ nhõm, an nhiên. Hơn thế, việc tự tạo cho mình những niềm vui và bận rộn với niềm vui ấy mỗi ngày, rèn luyện thể chất để có một cơ thể khỏe mạnh, sẽ khiến cuộc sống khi về già lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nên nhớ rằng, bạn chẳng thể vui vẻ khi cơ thể luôn đau yếu, bệnh tật. Trái lại, một cơ thể khỏe mạnh sẽ khiến tinh thần phấn chấn và yêu đời bất chấp tuổi tác. Thứ hai, người bạn đời. Khi bước sang tuổi xế chiều, hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là được chia sẻ niềm vui, sự thành công với con cháu. Quan niệm đó chỉ đúng một phần. Bởi ở độ tuổi nào, con người cũng có những cảm xúc riêng, cũng cần sự yêu thương, sẻ chia, thấu hiểu từ người bạn đời. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Đối với những cặp vợ chồng hạnh phúc, may mắn có thể cùng đi bên nhau cho tới ngày răng long đầu bạc, thì câu này không sai chút nào. Cái sự chăm ở đây không chỉ là chăm miếng ăn, giấc ngủ, đi đứng lúc tuổi xế chiều, mà còn chăm bằng nghĩa vợ chồng, bằng sự thấu hiểu tâm lý của nhau. Những người con có thể mua cho cha mẹ món ăn thật ngon, gửi cho họ những món tiền thật lớn. Nhưng sự chăm sóc ân cần cho nhau thì chỉ có bà với ông với bà mới là ấm áp hơn cả. Thế nhưng, cũng có những người lại không may mắn khi mất đi người bạn đời đồng hành với mình. Vợ mất gần 20 năm. Ông Mạnh ở Hà Nội, một mình gà trống nuôi con. Đến khi các con trưởng thành, có gia đình riêng, tuổi già ập đến, ông mới thấy hết sự hiu quạnh của tuổi già. Dù có điều kiện kinh tế khá giả, con cháu đề huề, nhưng ông vẫn không cảm thấy vui vẻ, thoải mái bởi người vợ đã nhiều năm khuất bóng. Thế rồi, trong những buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ dưỡng sinh, ông tình cờ quen bà Hòe, một người cùng cảnh ngộ và kém ông gần chục tuổi. Qua những buổi trò chuyện, hai người nhận thấy có nhiều điểm chung nên muốn kết duyên cùng nhau để có người bầu bạn và chăm sóc lúc tuổi già. Tuy nhiên, mong muốn này của ông bà lập tức bị con cháu ông Mạnh phản đối kịch liệt, vì cho rằng ở cái tuổi thất thập mà ông còn kết hôn thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Họ còn tìm mọi cách ngăn cản, không cho ông bà gặp nhau, đồng thời ra sức khuyên can bố phải giữ gìn để không gây ảnh hưởng đến con cháu. Cuộc sống hiện đại khiến cho những người trẻ luôn bị cuốn vào guồng máy bận rộn, dễ để cho bố mẹ cô đơn, buồn chán. Thực tế là vậy, nhưng đôi khi chính con cháu, những người không thể dành thời gian cho bố mẹ, lại nhất định phản đối nhu cầu chính đáng về tìm người bạn tâm giao, đồng hành khi về già của người cao tuổi. Cùng với sự cởi mở của xã hội, nhu cầu kết hôn, kết giao của người cao tuổi cũng có phần thoáng hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ già rồi, chỉ cần con cháu là đủ, vẫn ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người trẻ và vô tình trở thành rào cản cho hạnh phúc cuối đời của cha mẹ già. Bởi chẳng phải ai cũng may mắn, khỏe mạnh bên nhau đến cuối đời. Có người đi trước, để người ở lại một mình với nỗi cô đơn khi tuổi xế chiều. Dù ở độ tuổi nào, thì con người cũng có cảm xúc riêng. Vì thế, dù tuổi cao, người cao tuổi vẫn có nhu cầu được yêu thương, quan tâm, chăm sóc và mong muốn có được hạnh phúc. Song nhu cầu chính đáng này lại thường gặp phải sự phản đối của con cái, như trường hợp của ông Mạnh, bởi nhiều lý do. Đầu tiên, phải kể đến nguyên nhân về vấn đề kinh tế. Khi cha hoặc mẹ có thêm một người nữa, thì con cái sợ tiền bạc bị tiêu tán. Ngay cả những đứa con không ham tiền bạc của cha mẹ, nhưng nếu tiền bạc
bị tiêu tán, thì gánh nặng tài chính vẫn sẽ đổ lên đầu họ. Mặt khác, con cái cũng rất sợ sự đàm tiếu của bà con hàng xóm. Điều đặc biệt là họ rất sợ phải chia sẻ tình cảm. Việc hai người già đến với nhau, kéo theo hai gia đình với số lượng lớn người liên quan sẽ khác hẳn so với hai người trẻ tuổi. Những người con cần hiểu rằng, khi về già, cha mẹ sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Nếu chỉ có một mình, thì dù ngoài miệng không nói, đến lúc đêm hôm yên tĩnh, tất cả cay đắng đều sẽ hiện ra rõ ràng. Kể cả khi có con cái bầu bạn, chúng cũng vẫn có cuộc sống của riêng mình, cũng phải nỗ lực cải thiện cuộc sống, và có những điều con cái không thể hiểu được cha mẹ. Vì khoảng cách thế hệ và tuổi tác, cho nên con người ta về già tốt nhất là có bạn đời ở bên cạnh. Ít nhất khi cô đơn, còn có một bờ vai để dựa vào. Khi buồn chán, còn có người trò chuyện, chia sẻ. Con cái có hiếu thuận đến đâu cũng không thể ở bên cha mẹ mãi được. Vì hạnh phúc của mình, cũng để không làm phiền đến con cái, tốt nhất là có một người bạn đời đồng hành trong những năm tháng tuổi già. Thứ ba, tiền dưỡng già. Bạn có thể trẻ mà không có tiền, nhưng bạn không thể già mà thiếu nó. Đúng vậy, tuổi trẻ bạn có sức khỏe và có nhiều cơ hội nên dễ dàng xoay sở để duy trì cuộc sống. Nhưng khi về già, điều này sẽ rất khó khăn bởi sức khỏe của bạn không còn bảo đảm để lao động. Hơn nữa, rất dễ ốm đau, bệnh tật, khiến bạn càng tốn kém tiền bạc. Tất nhiên, một bộ phận người cao tuổi có lương hưu, có tiền để dành dụm trong suốt thời tuổi trẻ. Nhưng không phải ai cũng được như vậy. Với những người không có tài chính tích lũy khi họ về già, vì con cái phải lo lắng chi phí sinh hoạt cho cha mẹ là điều không tránh khỏi. Đặc biệt, khi cha mẹ cao tuổi, con cái cũng bước vào tuổi trung niên hoặc về hưu, khả năng kiếm tiền không còn được như trước, dẫn đến nguồn lực tài chính thu hẹp lại. Vì thế, việc có một khoản tiền tiết kiệm cho tuổi già giúp bạn trang trải cuộc sống và có điều kiện chăm sóc sức khỏe thường xuyên hoặc chi trả chi phí y tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Nói cách khác, có một khoản tiền dưỡng già chính là cách để bạn chủ động trong cuộc sống, không gây phiền hà, phụ thuộc hay là gánh nặng cho con cháu. Đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng, thậm chí là bi kịch của tuổi già khi không có tiền phải sống phụ thuộc vào con cháu. Cứ thỉnh thoảng, dư luận báo chí lại sục sôi vì một vụ bạo hành cha mẹ đến tàn nhẫn. Như vụ người con gái ở miền Tây tắm rửa mẹ già bằng bàn chải trà sân, vừa tắm vừa đánh đập, kéo lê mẹ khắp nơi. Như một cặp vợ chồng cũng ở miền Tây vừa thay quần áo cho mẹ, vừa đánh đập chửi rủa người mẹ không tiếc lời. Hay người con trai tàn ác thấy cha nằm liệt giường thì liên tục mắng chửi, tát vào mặt cha. Người mẹ cũng già yếu nằm bên cạnh, vừa khóc vừa lấy thân thể đỡ cho chồng khỏi những cú đánh của con trai mình. Những hình ảnh ấy khiến chúng ta vừa đau đớn, phẫn nộ, vừa xót xa. Nhưng đó chỉ là bề nổi, là những cảnh được vô tình hay hữu ý quay lại tung lên mạng. Trên thực tế, còn biết bao cảnh tình như thế. Người già sống phụ thuộc vào con cái, người may mắn thì có con hiếu thảo, chăm sóc, yêu thương cha mẹ, có cháu ngoan ngoãn, hiếu kính ông bà. Nhưng không may mắn thì một là bị bỏ rơi, cô đơn trong căn nhà của con mình, hoặc chịu sự hờn tủi với thái độ không mấy vui vẻ, tốt đẹp của con cháu. Thật ra, con người ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Lớn tuổi nhiều bệnh,
con cái dốc lòng chăm sóc sẽ khiến bạn cảm thấy tội nghiệp cho chúng. Mà con cái lạnh lùng bỏ bê thì bạn khổ không để đâu cho hết. Cho nên, không thể không có tiền dưỡng lão. Có tiền rồi, ít nhiều gì cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cha mẹ thương con, chính là khi về già, không cần nhờ đến con cái phải nuôi mình. Nếu bạn ốm đau, bệnh tật, mà con cái quá bận rộn, không thể chăm sóc, thì bạn vẫn có thể thuê người chăm sóc mình nếu có tiền. Do vậy, hãy để dành một khoản tiền dưỡng già, bởi đồng tiền chính là sức mạnh, là chỗ dựa an toàn của tuổi già. Quý vị thân mến, từ trước đến nay, người Việt ta vẫn có quan niệm cha mẹ dành cả tuổi trẻ để làm lụng, lo lắng cho con cái. Có con là để trông chờ vào con nuôi dưỡng, nhờ cậy trăm năm tuổi già. Tuy nhiên, giờ đây đã có những nhận thức mới về xu hướng sống, chuẩn bị cho tuổi già như các nước phát triển được đặt ra. Bản thân mỗi người nên có sự chuẩn bị cho tuổi già, không dồn hết mọi lợi ích cũng như trách nhiệm cho con về sau. Những sự chuẩn bị ấy bao gồm bảo vệ sức khỏe bản thân, chuẩn bị tiền phòng thân khi đau ốm, và quan trọng hơn là có người bạn đời để sẻ chia, thấu hiểu khi về già. Đó là ba chỗ dựa an toàn, vững chắc nhất để có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc, không phụ thuộc vào con cái. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập viên có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.